Mau đến tôn thờ Chúa. Cảm ơn Chúa, chúng ta đang ngồi đây để thờ phượng Ngài, để tôn vinh Ngài và cũng sẽ để lắng nghe lời của Chúa. Chúng ta rằng không chỉ chúng ta chỉ nhóm một ngày lễ Giáng sinh, nhưng chúng ta luôn luôn thờ phượng Chúa trong suốt cả một năm của đời sống của chúng ta, cũng như trong mỗi một ngày trong cuộc đời của chúng ta, để trung tín trong sự thờ phượng Ngài, để đáp lại cái tình yêu mà Chúa đã ban cho chúng ta. Không phải chỉ Chủ nhật, không phải chỉ dịp lễ Giáng sinh, phục sinh, nhưng mỗi một ngày chúng ta hãy thờ phượng Chúa, hãy dùng đời sống của mình để thờ phượng Chúa. Và đây là thời giờ vô cùng quan trọng để chúng ta lắng nghe lời của Chúa với sứ điệp tin mừng cho muôn dân do mục sư quản nhiệm Võ Văn Hơn để ban phát cho hội thánh. Xin kính mời mục sư. Xin trân trọng kính chào tất cả quý vị con cái của Chúa, quý tôi tớ của Chúa và quý thân hữu về đây để chúng ta dự chương trình thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh năm 2015. Thưa quý vị, khi mùa Giáng sinh về thì mọi người đều nao nức trong đời và mong chờ. Và chúng ta thấy rằng tình yêu của Chúa đến với chúng ta. Và khi mùa Giáng sinh đến thì tất cả khắp nơi đều hoan ca. Và hôm nay chúng ta thấy đề tài là tin mừng cho muôn dân. Sự Giáng sinh của Chúa là một tin mừng cho muôn dân. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời ban cho muôn dân trên đất một tin mừng. Không riêng cho một nước nào hết, không riêng cho một dân tộc nào hết, mà cả muôn dân trên đất để hưởng sự vui mừng của Chúa. Tin mừng đến với nhân loại 2015 thì tin mừng đó, chính cá nhân của mỗi chúng ta đã nhận được tin mừng đó chưa? Thật sự tin mừng mà chúng ta nhận được. Thiên sứ phán rằng, này, đừng sợ chi, vì này, ta báo cho ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là, hôm nay tại thành David, đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế, là Christ là Chúa. Đó là một tin mừng cho muôn dân. Tin mừng đó như thế nào? Tôi sẽ trình bày quý vị ba điểm về tin mừng đó. Tin mừng đó là gì? Tin mừng tội lỗi sẽ được cắt khỏi. Tin mừng thứ hai là cuộc đời sẽ nhận được hạnh phúc thật sự. Tin mừng thứ ba là kinh nghiệm nhận được sự sống đời đời khi con người còn tại thế. Đó là tin mừng đến cho nhân loại. Thưa quý vị, tin mừng thứ nhất là tội lỗi sẽ được cắt khỏi nhân loại. Ở trong câu gốc mà chúng ta thấy ở đây, khi thiên sứ báo tin với ông Joseph, ông rất là ngại ngùng bởi vì mình có một người vợ hứa mà lại bây giờ đã có thai. Ông ngẫm nghĩ, ông suy nghĩ và ông không biết tính toán ra sao khi sự việc xảy ra cho ông. Thiên sứ bằng phán với Joseph rằng, ngươi chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì ngươi sinh một trai, ngươi khá đặt tên là Giê-xu, vì chính con trai sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Đó là một tin mừng đối với thiên sứ báo với ông Joseph. Nhân loại sẽ được cắt khỏi tội lỗi. Như vậy thì có nhiều tôn giáo dạy để con người làm sao tránh được tội lỗi, làm sao sạch được tội lỗi, nhưng mà con người bất lực đối với tội lỗi. Khi có tội là tội với trời, tội với người, nhưng làm sao để tránh được?
chúng ta có thể tự tu, tự sửa, nhưng càng ngày càng tu càng sửa thì càng hư càng thế. Cho nên con người không thể giải quyết được, tôn giáo không thể giải quyết được tội lỗi của mình. Bởi vậy, tin mừng đến cho muôn dân thì đó là tin mừng đầu tiên mà Chúa báo cho nhân loại. Và chính con trai đó sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa có chương trình cứu chúng ta. Dù có người bất lực, nhưng mà tin mừng Chúa giáng sinh để cắt khỏi tội lỗi của thế gian. Như một người bị tù chung thân, bị lên án và tội chung thân, nhưng mà được có lệnh, được ân xá. Có một cái lệnh ân xá thì cái người đó nhận được tin mừng. Tin mừng lớn của cuộc đời của họ, đáng vì họ ở trong tù suốt cả cuộc đời. Bây giờ có một lệnh ân xá, nhận được miếng giấy thì đó là được ân xá. Họ được nhận một tin mừng, được tha thứ. Chúng ta biết rằng tin mừng đó là tin mừng được tha thứ. Như vậy thì tin mừng thứ hai, cuộc đời con người sẽ nhận được hạnh phúc như thế nào? Hạnh phúc thật là gì? Mình nhận sự tha thứ, nhưng vì sao mình không tha thứ cho người khác được? Chúng ta nhận được tha thứ của Chúa, nhưng mà đối với người khác, mình tức, mình giận, mình buồn và mình không tha thứ. Có thể chúng ta nói rằng tôi sẽ tha thứ, nhưng mà gặp nhau thì không tha thứ được. Buồn vẫn buồn, thái độ vẫn khác, đó là không tha thứ được. Cho nên đó là cái điều khó nhất. Bởi vì chúng ta chưa hạnh phúc là thật sự tha thứ. Chúa ban cho sự bình an cho mọi người, nhưng tại sao có người không nhận được sự bình an đó? Vì sao? Đức Chúa Giêsu nói ta ban cho ngươi sự bình an, chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Chúa cho chúng ta sự bình an, nhưng mà tại sao con người không có sự bình an? Và đó là điều bởi vì sự hạnh phúc thật chưa có. Bởi vì chúng ta còn lớn cơn trong cuộc đời của mình, cho nên sự bình an đó không đến với chúng ta. Chúa hứa ban niềm vui cho mọi, cho mình, nhưng mà tại sao mình không có niềm vui? Nhận được niềm vui hay không tùy thuộc vào mình. Thưa quý vị, cái nụ